Thích bạn nào tròn tròn á anh ơi? Rồi ngon. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, em chào Nguyễn Linh. Chào bạn. Em chào quý khán giả. Em tên là Trần Khánh Dung, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm chuyên viên về mua hàng của công ty cổ phần sợi Đông Quang. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở đây. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Trương Chí Long, nay 27 tuổi. À, đây là nhân viên văn phòng của công ty An Gia. À, công ty em cung cấp về dịch vụ chữ ký số. Chữ ký số là thuế đó hả? Dạ đúng rồi. Thì em gọi hỗ trợ khách hàng rồi sale với họ. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở thành phố luôn chị ơi. Hai người thành phố là gần nhau rồi. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một người vui vẻ, hòa đồng nhưng mà cũng chín chắn, giống như anh Trấn Thành đó chị. Em thích bạn nào tròn tròn á anh ơi? Rồi ngon. Lo dễ sợ luôn. Nghe nói tôi mừng rồi. Gì vậy? Bộ thùng phi hay sao vậy? Ba mụn miệng chút xíu thôi. Mình có những sở thích gì? Em thích xem phim. Em thích nghe nhạc. Hơi chút xíu là thích ngủ. Thích ngủ hả? Hiểu, hiểu. Có thích ăn không? Cũng chút chút thôi chị. Vậy chắc tôi cũng hiểu người bên đó thế nào rồi đó. Cùng có thích ăn không? Rồi, như đó là sở thích bên đó. Bạn nam sao? Em thì thích ca hát, thích đi phượt và thích du lịch. Lo làm thử khúc đi. Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em, và thấy em chịu nhiều đắng cay. Mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá rời. Rất là đặc biệt. Một giọng hát rất là có cá tính, giọng nam cao, hát thì không có mở miệng. Tại rung quá chị Cát Tường ơi. Nhưng mà em vẫn lên cao. Có hé hé chị. Đương nhiên phải hé hé đó mà. Bạn muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em không quan trọng ngoại hình, cô ấy như thế nào cũng được. Cái quan trọng là cái tính cách và phẩm hạnh của cô ấy. Biết cầu tiến, biết cách tiêu tiền. Ví dụ như bây giờ em nói đơn giản, khi mà mình đi làm hay là mình ở nhà, em sẵn sàng nuôi bình thường. Nhưng mà phải biết cách tiết kiệm, biết cách quản lý số tiền đấy. Cái gì đáng mua thì mua, cái gì đáng mua thì đừng có mua. Dạ đúng rồi. Nhưng giờ bạn muốn tiến, bạn muốn hôn nhân chưa? Cho năm sau hoặc là năm tới. Mà mình đã chuẩn bị gì để cho đám cưới chưa? Dạ nhà cửa thì em có rồi, hết rồi ạ. À. Nhà của em hay nhà của ba mẹ em? Dạ nhà của mẹ em ạ. À. Giờ mở chung với mẹ với ai nữa? Dạ chỉ ở chung với mẹ thôi ạ. À. À vậy cũng được. Vậy là làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi chị ơi. Em có chịu làm dâu không? Dạ làm dâu cũng được chị. Em biết nấu ăn gì không? Dạ biết. Thôi khỏi mình đi, khỏi ăn. Dạ, em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em đó là ham học hỏi chị. Khuyết điểm của em đó là em hơi cứng đầu. Với lại em hay bị lơ đễnh á chị. Đại người ở đây mà quan sát là nó đâu đâu á. Với lại em hơi bị ham chơi xíu. Chơi gì? Có nhiều cái để chơi. Cụ thể những cái trò chơi em chơi là chơi gì? Em chơi lành mạnh chị. Mà chơi cái gì? Đi cà phê, đi ăn uống, đi nhậu nhẹt, hát karaoke hay là đi cái gì, hay đánh bài hay là... Chạy đánh bài không con. Khi đó chơi cái gì, em thích chơi gì? À, mỗi thứ một chút đó chị. Hiểu không? Em rủ bạn trai em đi chơi chung luôn được không? Dạ được, nếu anh ấy rủ. Em ít khi nào em chủ động em mời lắm chị. Tại ngày là em đưa cái đường link em đưa cho đó đẹp đó là biết, phải biết tự động đi mời em thôi. Bạn trai thấy sao cưng? Thì nói chung là thời gian đi làm cũng rảnh nhiều. Thì nếu bạn gái ok thì em cũng trả đi bình thường chị. Em có tật xấu gì không? Cuối tuần hay ngủ nướng. Hơi làm biếng. Mình trai hơi bề bộn xíu. Sao cái cặp này sao tôi cảm giác giống như là về rồi ăn với ngủ không vậy nè. Trời ơi, ăn với ngủ hoài vậy. Muốn lăn hả? Không muốn đi hả? Cũng ráng bò đó chị. Thích lấy vợ ốm hay mập? Dạ thì em nói rồi, không quan trọng ngoại hình chị. Hai đứa mập thì về tập gym với nhau. Đi ngủ không là ai tập? Nó tập gym biết còn có muối đó. Em không thích ở người phụ nữ điểm nào? Nói nhiều chị. Tắc kè quá, em cũng sợ. Mặc đồ mà lè loẹt quá, nhìn chói hại não lắm chị. Giống như người đối diện đó. Anh ơi, lỡ không phải 7 màu mà 6 màu rưỡi được không anh? Tại vì nhìn nhiều khi ra đường kẹt xe em. Ta nhường đường cho mình. Trời lũ lụt kia, mình người ta vớt mình lên trước. Dạ. Rồi, hết được rồi. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ. Dạ, chào cô ạ. Xưa giờ có dắt bạn trai nào về giới thiệu với cô chưa? Bạn trai của nó hả? Là cho cô quyết định. Tại vì tương lai của con cô thì cả một đời. Nó yêu thì nó yêu, nhưng mà chọn được hay không là vô cô chọn. Dạ. Thì cô thấy chú rể này á, chắc cũng ăn nhậu dữ lắm.
Dạ không cô, con không có nhậu cô. Sao con chọn dữ? Tự nhiên. Con mập tự nhiên á. Con đi uống đi nhậu bạn bè là toàn uống trà đá, không không uống nhậu. Thì cô cũng chưa rành về con mấy. Dạ. Nếu thời gian một năm mà hai đứa thích hợp, mà gia đình cô thích hợp được á. Dạ. Thì cưới nhau. Nếu mà con lại may mắn lấy được con gái cô thì con hứa là con sẽ chung thủy. Vì đó là cái điều mà trong quan điểm sống của con luôn. Cô đã nói từ đầu là Dung nó không có thời gian. Có nghĩa là công việc của nó rất là đầy. Thì con phải thông cảm cho nó. Yeah. Vấn đề cái thứ nhất là làm dâu. Yeah. Cái thứ hai nữa là cái bổn phận làm vợ. Yeah. Ví dụ con phải thông cảm là giờ giấc đi làm của nó. Việc nhà đó theo cô nó thẳng là nấu ăn á cũng được vài món như bình thường ở nhà thôi. Yeah. Chứ nó không có biết là chế biến món ăn gì mà để cho gia đình gọi là hưởng thụ á. Dạ em nấu được cô. Cái đó là thời gian bận quá không sao, để sắp xếp được. Để anh qua anh xem coi. Dễ thương, em thích xem phim hả? Dạ, đặc biệt là phim kinh dị. Trời đất ơi, anh Nam có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ, với hai sếp của em ạ. Cát Tường với Vượng Linh tại hơi rung. Chào chị, cô cũng thấy em cũng được. Em cũng tròn tròn, hai đứa là xứng đôi. Cô cần một người giàu, có hiếu với cha mẹ đôi bên. Cô mua nhà rồi, 2 tấm lận cân. Nhưng nói thiệt, em cứ ở trên lầu, hai vợ chồng cứ thoải mái. Cô cũng muốn em mô đen vậy đó. Cô lớn tuổi rồi, cô cũng mô đen nè, thấy không? Dạ. Ví dụ em đi đâu, em nói con đi tới 6 giờ con về. Mà nếu 6 rưỡi thì em phải kêu điện thoại em nói 1 tiếng để nhà cô khỏi lo. Còn đến vấn đề đám cưới rồi thì cô lo hết, yên tâm. Dạ, và những điều mà bác nói á, là con nghĩ là bác cứ yên tâm. Tại vì từ nhỏ con cũng đã được dạy như vậy rồi. Chữ hiếu là hàng đầu. Cái thứ hai nữa là đi thưa về trình lúc nào con cũng phải có. Dạ con. Dạ, cho gặp sếp cái luôn ạ. Trình Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Long ở công ty thì rất được nhiều người rất là yêu quý. Bởi vì là thứ nhất là vui tính, thứ hai là chơi với anh em rất là ok. Còn công việc thì là một nhân viên cũng rất lanh lợi và khách hàng thì có rất là nhiều. Chưa thấy cái điểm gì mà khuyết điểm. Các khuyết điểm để ở nhà. Dạ. Như vậy tốt rồi, hai bạn sẽ gặp nhau nha. Kéo màn lên. Không, cặp này xứng đôi đấy. Có mẹ hai bên hỗ trợ là được rồi. Chào em. Dạ em chào anh. Em muốn có cái khuôn mặt nó dễ thương, giọng nói rất là ngọt. Anh rất đặt nhiều niềm tin ở cái chương trình này và hy vọng là em cũng sẽ cho anh và cho chính bản thân em một cơ hội để mà chúng ta đến được với nhau, tìm hiểu nhau. Đầu tiên thì lúc nãy giờ em tưởng anh hát lip sync không á, hay quá trời luôn. Em không biết là chút nào anh có bấm nút cho em hay không, nhưng mà sau này nếu như bên công ty em có hát karaoke em mời anh đi được không? Sẵn sàng luôn. Anh muốn hát tặng em 2 câu hát được không? Dạ được ạ. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này được ngóng trong từng ngày. Người đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Nè, hết sức bình tĩnh, đừng để giọng hát ấy ru mình vào cõi mộng. Bây giờ về thực tế đi, hỏi rồi cưới nhau, con cái em sao, có, tiền bạc sao. Em đâu có thù oán với chị đâu. Không cưng, chị đang chuẩn bị khen em. Mấy người có 2 mấy lúm đồng tiền giống chị là cực kỳ tốt bụng và dễ thương. Lúc nãy có một cái em chưa nói với anh. Cái vấn đề mà về chi tiêu á, thì có thể em sẽ hơi bị hạn chế. Sau này nếu mà mình lấy nhau về á, em muốn một phần lương của em có thể nuôi gia đình. Anh rất là tôn trọng cái chữ hiếu. Nếu mà sau này anh may mắn lấy được em, chi tiêu gia đình của anh sẽ lo hết. Và anh cũng mong là em sẽ lấy tiền đấy lo cho mẹ, cho ba mẹ em. Nếu mà thiếu thì anh vẫn hỗ trợ như vậy. Mọi người làm chứng nha. Được không cô, được không? Chị Xui có đồng ý không? Hai chị Xui nói chuyện nha, chút xíu đi. Hai đứa con mình nó rất là xứng á, chị đồng ý không? Dạ, thì đấy chồng tròn. Chị khéo nuôi mà tôi cũng khéo nuôi nữa đó. Bây giờ á là hai đứa con nói chuyện nhau vậy, chị có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Mẹ này chịu chơi lắm. Nhưng mà nó có hiếu với bên này thì em cũng phải có hiếu chứ. Đúng rồi. Với má nha con. Oh. Chứ không thì để má lúc đó bắt khóc nha con. Bây giờ chúng ta nói một cái câu gì thật tình cảm đi các bạn. Có hai người mẹ ngồi dưới là yên tâm rồi ha. Em phải về đội của anh nha. Anh ơi, lỡ về sau này á, em nói sao anh có nghe vậy không? Tùy trường hợp em. Đã là vợ chồng thì bất cứ chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau. Theo cô thì hai đứa chừng nào lấy nhau được? Thì năm nay nó 27 rồi, thôi để 28 đi. Rất là đẹp. Làm mấy mâm cô? Do chị Xui muốn mấy bàn thì mình chiều.
mình chiêu. Bây giờ mấy bà không có mơ, nhưng mà có một cái là hy vọng dâu con gái mình về làm dâu. Dạ. Thoải mái xíu là được rồi. Dạ, thì mình cũng không có khó gì đâu. Hai bà xui là số 1 luôn đó. Thôi được rồi, quan trọng là do hai bạn thôi. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Hai bạn này bạn nào cũng mập nhưng mà bạn nào mặc cũng rất là dễ thương. Đâu gọn chứ, đẹp dễ thương gái mà. Đẹp trai, xứng đôi. Một, hai. Không có ai chê ai dư thịt hết. Vi phạm luật rồi. Ba. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Thử nắm tay nha. Mẹ ngồi dưới. Bác ơi cho con nắm tay bạn ấy nha bác. Không sao đâu, con sao. Con cứ nắm đi, thời gian tình hiểu cũng sao. Nắm thôi con. Đó, má cho phép rồi đó. Trời ơi. Hai này xứng đôi thiệt. Lần đầu tiên có má đây, nắm đi con. Đây là chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn có thời gian đi xem phim để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ, cảm ơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, các bạn có thể đi nhận thông tin các bạn. Bây giờ về ngoại hình em muốn một người bạn trai như thế nào? Đừng có râu và nón dài về nhìn nó cảm giác không sạch. Cảm ơn hai họ nha. Được, cặp này được, cặp này chắc là mình nhanh nhận thiệp đó. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã đồng ý hẹn hò với nhau và được sự đồng tình của hai bên. Chúc họ sẽ sớm để gửi thiệp cưới với chúng tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, chào em, tự giới thiệu về mình. Em tên là Bùi Thị Ngọc Nhung, hiện là quản lý sale và marketing cho nhà hàng. Năm nay em 28 tuổi, quê ở miền Tây, Vĩnh Long. À, Vĩnh Long cùng quê với tôi. Dạ. Rồi, bạn trai giới thiệu đi ạ. Em tên là Nguyễn Thanh Nghị, hiện tại em là nhân viên IT ở công ty FPT. Em hiện tại 28 tuổi, quê em ở Tây Ninh. Bạn gái bên kia, bạn muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Biết thương em, có hiếu với gia đình hai bên, có công việc ổn định, còn về tính tình thì vui vẻ, hoạt bát, cởi mở giao tiếp với mọi người. Mình có sở trường gì? Mọi thứ em biết một chút, cái gì em cũng biết hết. Trong cuộc sống mà mình có cái gì cần xử lý thì mình có thể xử lý được. Theo bạn thì trong tình yêu thì bạn nghĩ như thế nào? Mình thích một người là chung thủy, biết quan tâm đến cảm nhận và đến cái cuộc sống của bạn gái, có suy nghĩ chín chắn trong tình yêu để mình có thể tiến tới tương lai xa hơn. Mình cũng nghĩ vậy, mình cũng mục đích mình cũng tìm hiểu là mình muốn là có sự đồng cảm chia sẻ giữa hai bên. Bao lâu thì hai bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu mà em được thì em khoảng một năm rưỡi. Hai năm nữa mình. Một năm rưỡi. Thì đã giá gì vậy? Tại vì cái dự định của em thì nó cũng khoảng là 2 năm nữa. Nhưng mà thật ra thì duyên tình cảm thì nó cũng có một phần là duyên nợ. Quan trọng là hai đứa có thể xây dựng được tình cảm vững chắc để đi đến hôn nhân trước khi dự định của em không. Rồi hai người sẽ bàn nhau cái hướng phát triển. Nếu như lấy nhau chúng ta có một cái hướng phát triển nào riêng cho tương lai không, hay vẫn đi làm công như vậy hoài? Hiện tại thì em đang có về cái công nghệ thông tin, thì em có học cái web. Thì em cái tương lai của em thì nó sẽ có nhiều cái, thì em có thể thiết kế web riêng, và có thể là tại vì em cũng là một chiếc ảnh amateur nên là em cũng có thể chụp bài dạo ở ngoài. Ôi, amateur cũng làm cái chuyên nghiệp của mình đó. Dạ, thiết kế web. Dạ. Rồi bên cô gái có một cái hướng nào mở cho tương lai của mình không? Tao muốn hỏi gì bạn Nam cứ hỏi đi. Có biết về marketing online không vậy bạn? Marketing online thì mình chưa có học, mình thiên về công nghệ thông tin là thiết kế, và mình hiện tại thì mình đang làm trưởng nhóm. Như vậy là tốt rồi. Dạ. Cô gái dù giờ cô có vốn thì cô sẽ làm gì? Dự định đầu tiên là em mở một có thể cửa hàng hoặc là một quán ăn gì đó kinh doanh nhỏ, sau đó từ từ mình phát triển lên. Đó. Nhưng mà mong muốn của em cũng lập một cái kinh doanh riêng chứ không chỉ đơn giản là đi làm bình thường. Nói chung hai người mộng rất cao. Rồi bây giờ về ngoại hình em muốn một người bạn trai như thế nào? Nhìn là được,
rồi cao hơn em chút là được, không có râu quai nón. Sao vậy? Ủa, qua râu quai nón mắc mới gì không được? Đừng có râu quai nón dài về nhìn nó cảm giác không sạch. Ủa vậy chứ mấy người để râu quai nón dơ lắm hả? Chào bạn. Dạ, chào chị. Em thích một người con gái có ngoại hình như thế nào? Đừng có quá mập quá, thì nói chung là tướng vừa vừa được rồi, có mái tóc dài. Bạn có tật xấu gì không? Tật xấu của em là ví dụ mà em có một công việc gì thì em thường quên lời hứa. Là hứa không, cái không phải được. Là riêng về nữ và nam cũng vậy. Ví dụ mà có công việc gì đó em sẽ thường là em chú tâm vào cái công việc đó. Cái quên luôn hả? Dạ, thường em hứa hay cứ cuộc quên vậy, nhưng mà cái đó em chắc cũng có thể khắc phục được. Dạ. Nhưng mà thật sự đã nồng cháy, đã quyết liệt muốn lấy vợ, muốn có bạn gái chưa? Nhà có hối thúc gì không? Nhà thì ba mẹ chỉ kêu hỏi sao chưa thấy dẫn về. Mà tại em cũng có dẫn một bạn về rồi, nhưng mà chia tay. Chia tay rồi? Dạ. Chia tay bao lâu rồi bạn? Chia tay cách đây một năm rồi. Bây giờ là mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng để đám cưới chưa? Dạ, đúng rồi. Tiền bạc, nhà cửa, chỗ ở rồi gì có, rồi, có chỗ chưa? Ở. Có chỗ ở rồi. Rồi sao vậy đi? Được không chị? Tạm được. Trai người ta vậy ngon mà đã tạm được chứ không tạm được. Ta có nhà cửa công việc ổn định. Chào dạ, em. Dạ. Dễ thương này sao ế vậy? Dạ chắc em lo công việc nhiều hơn. Tại vì công việc em giờ cũng khá là bận. Em làm từ có thể sáng với lại cũng có nhiều cái làm thêm buổi tối nữa. Cô trải qua mấy mối tình rồi? Cũng có một mối tình. Chia tay lâu chưa? Chia tay cũng 6 tháng. 6 tháng à? Bên kia chia tay 1 năm, bên đây 6 tháng mới đây mà. Mới à? Ủa? Thì cái mối tình nó dài không? Mối tình đó cũng chừng một năm mà anh. Nhưng mà về cái mức độ mà mặn mà thì cũng không có nữa. Chưa có đúng không? Thôi vậy cũng được. Mối tình này phải đậm nha. Lý do bạn chia tay với bạn trai cũ là gì vậy? Vì mình không có cảm nhận được là hai phía tình cảm của bạn trai bên kia. Không có tin tưởng đúng không? Không có thể hiện. Có cái gì gọi là vững chắc hết cho nên là... Đúng rồi, không vững chắc thì thôi chia tay được. Đỡ một thời gian. Không, mà công nhận với trẻ bây giờ làm việc năng động quá. Bạn nữ nào lên đây ngồi cũng nói bận hết trơn á. Mấy bạn nam mà không lo phấn đấu là lạng quạng, ít giờ làm việc hơn bạn nữ. Hôm nay mình có đi với người thân không? Em đi với một bạn đồng nghiệp. Em chào chị Cát Tường ạ, chào chị Quyền Linh ạ. Bạn thấy cô gái bên ấy như thế nào? Dạ, quá ok luôn ạ. Quá ok luôn. Bạn thân bạn có phải là một người chu đáo? Thì anh nghĩ là một người rất là chu đáo ạ. Trong công việc thì anh luôn là người chu toàn nhất. Cảm ơn bạn. Bạn gái mình có đi với ai không? Dạ em đi với hai bạn thân của em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em thấy anh hơi trọng tính xíu á. Còn chị Nhung á thì dù cũng 28 tuổi rồi nhưng mà cũng khá là vui vẻ và chơi với nhau rất là hòa đồng. Mà không biết anh này anh có vậy nếu có hòa nhập được hay không á, tại vì thấy ảnh hơi đứng đắn xíu. Nhưng mà mình hợp tính, mình sẽ rất là xì tin, mình cũng phải gọi là xì tin, nhưng mà mình sẽ hòa đồng. Tại vì mình cũng có quen một nhóm bạn là chuyên đi chơi phượt. Bạn của bạn Nhung hỏi á là ngoài tức là có hòa đồng chung với nhóm hay không? Có, tất nhiên cái vấn đề đó là có, sẵn sàng. Tại vì khi mà đã thân thì em sẽ hòa đồng. Rủ bạn Nhung đi chơi, có mời cái nhóm của bạn Nhung đi chơi theo không? Em cũng có đang dự định sẽ có một chuyến đi chơi vượt tại Starba vào cuối tháng 9 này. Thì nếu mà bạn sẵn sàng tham gia thì mình sẽ sẵn sàng. Nhưng có rủ bạn Nhung đi theo chơi vui không? Dạ vẫn ok, nếu mà các bạn muốn đi thì mình sẽ nhích thời gian ra. Tao đi tao hùng tiền, tao phải tao đi ấy. Rồi cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn lên. Đấy, hai người trò chuyện với nhau đi. Mình có một quyển truyện, quyển sách mình rất thích, mình tặng bạn. Quyển truyện thì mình đọc rất nhiều lần và mình vẫn còn có cái cảm xúc trong cuốn quyển truyện này, thì mình tặng bạn thì bạn có cảm xúc. Truyện gì vậy? Nguyễn Nhật Ánh, còn chút gì để nhớ. Bạn có nhận xét nào như thế nào về mình? Đúng là như bạn của mình nói thì là đúng là cái nhìn bề ngoài là đúng là hơi kiểu như khó tính. Quen rồi thì lúc để mình cảm nhận sau. Ok. Hồi nãy có nghe nói là hay đi du lịch đó, thì có định thường xuyên đi hay không hay là mức độ? Không phải là gọi thường xuyên, mà mình thì một năm mình thường dự định là 1-2 chuyến đi. Nói chuyện về tình yêu đi, quan điểm về tình yêu. Thì quan điểm mình tình yêu á thì thường phải là chia sẻ về mọi vấn đề. Mình cũng đồng ý như vậy. Hai người có tật xấu gì nói khai nhau hết đi. Tật xấu á cũng khá nhiều. Ví dụ như là cuối tuần á thì em hay thức khuya ngủ và ngủ trễ. Đúng rồi, giống mình cũng hay thức khuya và ngủ trễ. Quan điểm về con cái, tiền bạc. Về con cái thì mình
hai con. Rồi. Còn tiền bạc thì hiện tại thì công việc của mình nói chung là nó cứ cố định. Mình quan niệm về chi tiêu. Chi tiêu thì mình có kế hoạch chi tiêu của mình. Mình sẽ có một cái chút gì để dành của mình. Có dự định là tích lũy. Mình đã tích lũy rồi. Là nói chuyện tới mai luôn nè. Nãy giờ nói nhiều quá, bây giờ hỏi nhanh ngắn gọn trước khi bấm nút nè. Có nhớ tên nhau không? Tên gì? Ảnh tên gì? Em chỉ nhớ tuổi là 28 tuổi. Nhung. À. Nhung. Dạ. Nhiều tuổi? 28. Quê quán? Quê quán miền Tây, không nhớ. Vĩnh Long. Vĩnh Long. Em nhớ được tỉnh Tây Ninh. Đúng tên? Anh tên Nghị. À đúng rồi, tên Nghị. Không nhớ tên mà bàn cho giữ vô, nói nhiều vô. Một câu cuối cùng, cảm xúc của dành cho nhau như thế nào hiện tại giây phút này? Nhìn bạn thì anh cảm thấy là dễ mến, thấy nhìn thấy gần. Tại vì em có nụ cười cũng giống anh thôi. Rất nhiều anh có đặc một cảnh thôi. Một câu. Nếu mà yêu nhau bạn có muốn là về Tây Ninh làm dâu? Ví dụ như là dịp lễ Tết hay là cái dịp nào đó về Tây Ninh thì ok. Ok. Chứ mong muốn của mình là vẫn ở Sài Gòn. Đúng rồi. Rồi hết chưa? Dạ, hết rồi. Mong bạn bấm nút. Không, không có mong. Mong biết gì. Do cái trái tim người ta có mắt bảo là bấm hay không thôi. 3 tiếng đếm. 3 2 1 Nói tóm lại, hai bạn là hai người cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta nói như vậy cũng đã hiểu nhau rồi ha. Mong rằng chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn nữa. Trong một thời gian sớm nhất, nếu hai bạn đồng ý thì chúng ta sẽ đi đến một cái quyết định gì đó nó thiêng liêng cho cuộc đời. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Vui vẻ, em thích học hỏi nhiều thứ, em thích những môn đấm đá này kia. Ví dụ là môn gì? Boxing. Boxing. Cảm ơn, em có học mấy môn đấy. Ôi. Rồi, không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với nhiệm vụ mai mối của bà Mai Cát Tường ngày hôm nay nha. Bây giờ thì chào bạn trai, hello. Dạ, hello. Hello, biết nói chuyện với ai không? Dạ, chị Cát Tường. Chị Cát Tường, quên, tôi mới giới thiệu Cát Tường mà. Rồi, đợi chút xíu chị Tường ra mời bạn gái em vô nha. Dạ. Rồi, tháo mặt nạ ra đi em trai. Được rồi đó. Rồi, em cảm ơn chị. Rồi, chào, chị. Chào hai bạn. Bây giờ chúng ta chỉ cách nhau có một cái cửa trái tim thôi. Trò chuyện thật lớn để tìm hiểu nhau nha. Dạ. Mời em gái giới thiệu trước. Chào mọi người, em tên là Vũ Thị Liên, năm nay em 27 tuổi. Quê em ở Nam Định nhưng mà nhà em cũng chuyển vào đây sống được cũng lâu. Dạ. Hiện nay em đang làm gì? Hiện tại công việc của em là làm bên công ty xuất nhập khẩu. Chị của em là bên mua hàng. Mình đang sống với gia đình hả cơ? Dạ, em đang sống với gia đình, với bố mẹ em. Em trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn kế bên và anh chị đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Thế Linh, sinh năm 93, 27 tuổi. Hiện đang công tác tại công ty môi trường, làm bộ phận kỹ thuật. Quê mình ở đâu? Quê em ở Nam Định. Ủa, giống bên kia rồi kìa. Dạ. Vậy là lợi thế rồi. Ở bên nào chị nhỉ? Đó, hỏi nhau đi. Mình ở Nam Trực bạn. À, Nam Trực, em ở Gia Thủy ạ. Không? Con 30 cũng xa. 30 cây đi có 45 phút chứ nhiêu. Quê dạ. Có hay về quê không? Thường em cũng hay về tại bà em vẫn còn ở đấy. À. Dạ, với cô chú vẫn còn ngoài đấy. Rồi, biết đâu năm nay hai bạn hẹn nhau về quê chung ha. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ. Em thích học hỏi nhiều thứ. Em thích những môn đấm đá này kia. Mấy môn đấm đá? Rồi sao nó không hợp với em vậy chưa? Vậy thấy em mong manh dễ vỡ lắm mà thích mấy môn đấm đá. Ví dụ là môn gì? Boxing. Boxing. Dạ vâng, em có học mấy môn đấy. Ôi, coi chừng nha, biết boxing không? Cá tính vậy không là không cần bảo vệ rồi. Vậy có cần bạn trai bảo vệ không? Bảo vệ phương diện khác chị. Bảo vệ phương diện khác, tinh thần, chỗ dựa đúng không em? Dạ. Yeah. Tật xấu của mình là gì? Tật xấu của em là em hơi soi mói. Soi mói gì? Kiểu như mà em gặp người khác, ấn tượng đầu tiên em nghĩ là hay soi đó. Dạ, kiểu như vậy. Nghĩ trong lòng, thế đánh giá người ta thế này kia nhưng không nói. Dạ.
Chúc em đánh giá chị thử chị coi nha. Em soi chị giùm chị với nha. Thấy còn em? Dạ chào chị, em điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm mạnh của em thì hòa đồng, vui vẻ, năng động và cũng ham học hỏi. Với lại thích đi du lịch, đi phượt với hội phượt Nam Định. Thích đi hội đi phượt gì không? Đi phượt à có ạ, dạ vâng. Ủa, em thích đi nữa, hợp gu nhau nữa. Em thích đi du lịch kiểu đấy. Vậy hả? Đi bụi rồi đó, tự mình lên plan, tự mình làm mọi thứ. Rồi, tình trường thì sao? À, tình trường thì em có một mối tình. Đó là mối tình đầu và cách đây, chia tay cách đây 3 năm rồi. Mối tình đó kéo dài được 4 năm. Quen 4 năm mà sao chia tay cưng? Tại vì lúc quen thì cũng biết là bạn theo đạo giáo, nhưng mà khi mà hai người tính tới chuyện hôn nhân thì cả hai gia đình này không đồng ý, nên là nó cũng... Trời ơi, mà không đồng ý sao quen nhau tới 4 năm mà không đồng ý? Bọn em đồng ý nhưng mà gia đình không đồng ý. Em có đạo không? Dạ em có đạo, và vì em tìm thì em hy vọng là có đạo nha em. Bởi vì chỉ biết là tôn giáo rồi cùng đức tin. Là thì cố lên đi, theo đạo học giáo lý đám cưới thôi đúng không em? Dạ. Còn em tình trường mình như thế nào? Em thì nếu như mà nói về yêu sâu đậm thì chắc em chưa yêu sâu đậm ai. Trước thì còn đi học thì em cũng có tìm hiểu bạn. Gần đây em cũng có tìm hiểu mấy người nhưng mà em cảm thấy không hợp á. Tại tính em cũng, em cảm thấy là hợp nhau thì em mới tiếp tục, còn không thì em không kéo dài mất thời gian cả hai bên. Em đưa ra cái tiêu chí em tìm người bạn trai như thế nào? Bạn trai của em đơn giản là biết quan tâm, trung thủy. Thì ngoại hình? À phải tập thể dục thể thao. Có thể dục thể thao không? Có chứ gì. Chơi môn gì? Đá banh, cầu lông, nói chung môn gì cũng biết ít ít. Chút chút. Đi cái đi chút chút là không biết cái nào rành hết trơn á. Em có hình em tập boxing không? À em có, ở điện thoại với em. Tại em cũng kiểu như đi tập em cũng không có tập nhiều, mà lớp ảnh này là do ở trong lớp anh ấy chụp á. Thì có đó. Dính ở trong đấy. Rồi, được coi, được coi. Dạ, thì các anh quay nhá. Tập boxing là vậy đấy hả? Vâng, thể lực á chị. Thể lực chút. Cô bảy. Coi thấy khung cảnh đi tập boxing thấy ghê không? Nữ không đó. Lúc... Em đang tính đi tập thôi chị. Tập đi cho nó có cơ bắp chút xíu. Bây giờ còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em mong muốn tìm mẫu người bạn gái là cá tính. Quá cá tính. Dạ. Em cũng không có quan trọng về mọi không thứ. Không có yêu cầu gì ngoại hình gì hết đúng không? Dạ. Tao đưa coi hình của hai bạn coi. Bây giờ mình thử đoán con người bên cạnh mình là người như thế nào nha. Hình đơn giản quá, có hai anh thôi, chọn một. Em có hình không? Có ạ. Đâu? Ê, chắc cãi là được rồi chị, tại trùng lọc có mình. Kiếm cổ đi. Em đoán là không đeo kính nha chị. Hả? Không đeo kính. Không đeo kính. Rồi cầm đi để lát kiểm tra coi đúng không. Đây. Rồi. Bây giờ thì Tường sẽ cho các bạn tự kiểm tra lại xem hôm nay cái giác quan thứ 6 của mình có phát huy hay không. Mình có đoán đúng cái người đối diện của mình qua cái cảm nhận hay không nha. 1, 2, 3. Nè. Lại cái giác quan rất là trùng hợp nữa chứ. Đoán đúng hết rồi đúng không? À. Rồi cảm ơn. Đưa qua đây nó đơn giản không đưa. Con muốn quà tặng này. Rồi cảm ơn. Rồi bây giờ Tường sẽ mời hai bạn cùng ăn trưa với nhau nha. Dạ, chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau, để xem là chúng ta có tìm thấy một cái sự trùng khớp nào, một cái sự rung động nào nữa hay không. À cho đồ ăn đi ạ. À. Thì anh nghe nãy giờ em chia sẻ là em cũng có học võ rồi boxing này nọ, thì anh có thấy là hơi quá cá tính không, hay là anh có thấy sợ không? Không, với anh thì cái đó không thành vấn đề. Và với anh cái đó thì sở thích của ai thì mình có thể theo đuổi và như là đam mê vậy thôi. Ôi tôi ở đây thừa thải rồi. Thôi tôi đi ăn trưa đây. Dạ. Mời hai bạn có một buổi ăn trưa với nhau thật là vui vẻ nha. Trò chuyện đi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ rồi em cảm ơn chị. Anh cho em hỏi thêm xíu là hồi trước á, anh với cái bạn gái cũ á, bạn ấy đẻo giống em đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là lý do lớn nhất mà bên kia phản đối là do anh không theo hay sao? Anh nghĩ là do duyên số nên là chưa tới được với nhau. Thực sự là cái đạo thì cũng không phải là ép đúng ai rồi, quá cái, dạ. Cái đạo thì đạo nào cũng tốt, đạo dạ. Nào dạy cho người ta cho cái hay tin thôi, dạ. Đúng rồi. Quan trọng nhất là kết hôn, mà cái chuyện mà tiến đến kết hôn đó là chuyện cả hai người, và quan trọng nhất là tình yêu.
thì em thấy cũng đôi khi tình yêu có thể làm lu mờ những cái khác. Ok. Rồi, mời em Dung. Dạ, anh Dung. Cái ấn tượng đầu tiên anh gặp em thì anh cảm thấy như thế nào? À, anh có cảm giác là em rất vui vẻ, hòa đồng với lại rất thoải mái, tự nhiên. Ủa, em vào Sài Gòn lâu chưa? Nhà em chỉ vào Sài Gòn khoảng 13 năm. Dạ. Ủa thì bây giờ ba mẹ anh ở ngoài kia hay trong này? Anh đang ở cùng gia đình. Ờ, ba mẹ anh cũng chuyển về đây à? Đúng rồi. Sao không được lâu kênh? Tết với về quê thôi chứ còn em ở đâu ở thành phố Hồ Chí Minh? À, em ở quận Tân Phú á, nhà anh ở đâu nhỉ? À, mình ở Bình Tân. À, anh ở Bình Tân ở đường nào? Ở đường tỉnh lộ 10. À, khu đấy em cũng rành lắm. Nhà em trên chỗ Gò Dầu á, anh biết Amon Tân Phú không? À, nhà em gần đấy ạ. Mình thì ở gần Amon Bình Tân. À, dạ dạ dạ, cái đấy em cũng biết. Em có rành nấu ăn không? Đồ ăn không, em ăn tạo. Em ăn tạo. Em thưởng thức nên món này thấy sao? Thì ngon, ở nhà em cũng hay nấu. Anh thích nấu ăn không? Anh cũng không rành nấu ăn. Nấu ăn thì nấu ăn cho cá nhân được chứ. Nấu ăn cho mọi người ăn thì người này khen làm người khác đúng không? Chê. Sau giờ làm việc anh hay làm gì á? Sau giờ làm việc thì về nhà. Nói chung là cũng có đi tập gym, mới đi tập gym. À, em rồi tối thì ăn uống, đi dạo cà phê bạn bè lúc rảnh rỗi. Hay quá. Nãy em nói em thích soi đúng không? Hồi nãy giờ chị đi ra ngoài trong này em soi được gì anh này chưa? Đang em tập ăn uống quá. Bây giờ sao? Biểu diễn boxing dài dài đòn boxing. Trời ngại quá. Em có cần gọi là bao tả hay là gì không? Chị thấy bình thường, chị thấy mấy bạn treo cái này. Em làm, dạ. Làm đứng em làm mà. Để coi cái tình cảm của quái dành cho em như thế nào. Quất thử một phát. Đứng đó. Đi. Đó, gió máy gì đó, muốn làm gì làm. À, kia là thủ ạ? À? Thủ như thế này. Quất. Đó, gió. Đó, gió. Nửa đi, nửa đi em. Nhanh lên, đó, liên tục. Bóc ao. Rồi, sợ chưa cưng? Cũng thấy sợ thật rồi. Sao không chạy? Thôi, đá thật đâu mà chạy. Có võ không? Em nhường, em chạy thôi. Nhường chạy luôn hả? Đó, nhưng mà bạn nam yếu đuối quá, vậy bạn gái ăn hiếp sao? Chắc em nghĩ là chưa biết được em yếu đuối hay không. Nhưng mà mình nên nhường phụ nữ trong cái vấn đề đó. Ok, rồi bây giờ cho mọi người chơi thêm một trò chơi nữa nha. Bây giờ là những câu hỏi nè. Em hãy bóc một câu hỏi và dành tặng cho bạn gái ấy. Đọc lớn lên cho bạn ấy nghe và yêu cầu bạn ấy làm. Bạn nam hãy tự nguyện cho bạn nữ soi về bàn tay chân của mình. Cái gì vậy trời? Đưa tay trước đi. Tay có gì soi, soi đi, soi đi. Anh ngút tay này. Đứng lên, đứng lên, đứng lên cho người ta. Không ý là... đứng kia. Sao? Tay này sao? Tay này ít làm việc nhà chị ạ. Sao lẽ vậy? Sao biết ít làm việc nhà? Tại nếu như mà thường xuyên giặt quần áo hay là móng tay rất là trắng, là sạch. Tay này vậy là tay dơ thù lùi, đen thù lùi vậy là tay này làm gì? Tay này em không biết làm gì nhưng mà nói chung là không ít làm việc nhà rồi ít rửa thải lại lại như vậy. Tay làm gì mà đen thù lùi vậy? Bóc cái gì? Đâu có bóc gì đâu chị. Nè, tay sao đen sẵn rồi. Móng tay kìa, móng tay đen thù lùi nè ông ơi. Tay vừa nãy đã cắt rồi ấy chị. Cắt rồi đó hả? Mời em. Rồi đọc trả yêu cầu đi. Khai thác ba tật xấu nhất của đối phương. Mời anh đi. Thứ nhất là đi nhậu anh có hay uống say không? Hay không? Thứ hai là khi tức giận một người thì anh sẽ làm gì? Phản ứng im lặng. À, im lặng. Khi xảy ra xung đột bạn gái thì anh cũng im lặng. Đúng. Anh im lặng, anh sẽ chọn thời điểm để... Để chạy. Giải quyết cái đấy sau. Giải quyết. Ok, em hiểu được ba cái. À, ngoài ra thì em còn cái tật xấu gì nữa không? Hồi nãy giờ em chưa chia sẻ không? Tật xấu của em á. Tật xấu là cũng hơi nóng tính. Vì bởi vậy nên là em chọn cách im lặng trong mọi... Có khi nào em lỡ tay, em đạp đổ gì hay em đánh ai chưa? Không, cái đó thì em không có. Nhưng mà có nóng tính nên là đôi lúc nóng tính thì phát ngôn của mình nó không được chuẩn. Có khi nào em làm tổn thương bạn gái vì những cái lời lẽ của mình lúc nóng giận không? Chưa chị. Chưa luôn, vậy là con kiềm chế được, không sao. Em nghĩ sau này nếu mà lấy nhau về thì ai sẽ là người quản lý kinh tế trong gia đình? Quản lý kinh tế thì phụ thuộc vào bạn gái. Bạn gái quản lý thì thường là con gái người ta sẽ quản lý kinh tế tốt hơn.
Em có ngại việc làm dâu không? Có ạ, em ngại việc làm dâu. Lý do? Rồi em sợ là em sẽ không sống chung, sống với người càng lớn ấy. Thường là suy nghĩ khác mình á, đôi khi thế hệ khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Ý là em không dung hòa cái đấy á, nên em cũng sợ làm dâu. Tại em sống em cũng hơi thoải mái. Rồi nếu như bây giờ đến một lúc nào đó em có một cái tình yêu rất đẹp nhưng mà bạn trai muốn em phải về sống chung với gia đình bạn ấy thì em sẽ giải quyết. Nếu như mà em gặp gia đình ấy nhiều lần và em cảm thấy thích hợp thì đương nhiên em sẽ làm dâu. Nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, sẽ quyết định. Bây giờ có thể em hát tặng cô ấy một bài hát tỏ tình với cô ấy chẳng hạn, để chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mà em dạ thì em hát không hay nhưng mà nhân tiện đây em cũng muốn tặng cho bạn nữ và cả mọi người trên một bài hát đúng người đúng thời điểm. Rồi, đúng người đúng thời điểm. Hôm nay anh thấy em cầm đôi tay, hôm nay em hòa sẵn em đến những chốn yêu xa ngàn mấy lối. Hôm nay ta đi hết những âu lo từng ngày, chỉ cần em ngồi bên cạnh anh thấy đâu cũng được. Thật ra nãy giờ thì chị Tường cũng chỉ là cái người mai mối để làm một cái nhịp cầu để hai bạn có thể có cái cơ hội để mà tiếp xúc với nhau, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cái quyền quyết định là mình, tình yêu nó phải có cảm xúc. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm để chuẩn bị đưa ra quyết định của mình. Hai bạn hãy lưu ý giùm chị nhé, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu chúng ta không rung động thì chúng ta không bấm, không cần lịch sự, không vần vì bất cứ một cái lý do gì. Nhưng nếu chúng ta cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa, tại tình yêu khó nói lắm, có thể hôm nay như thế này, ở đây có mấy phút và khó mà nhận xét được lắm. Nhắm mắt lại đi hai bạn, suy nghĩ lại câu chuyện của chúng ta từ nãy giờ, xem một lần nữa kiểm tra xong là ta có cảm nhận gì, có một cái cơ may nào, một cái duyên gì giữa hai người không, thì hãy cho nhau một cái cơ hội quý vị nhé. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Em có nghĩ rằng là bạn gái sẽ không bấm nút cho mình không? Em nghĩ khoảng 60%. Là bấm hay không bấm? Em không bấm. Tại sao em vẫn bấm? Tại vì em muốn tìm hiểu thêm. Một người đàn ông mặc dù thấy hiền lành nhưng rất là bản lĩnh. Dù mình cảm nhận cô ấy không bấm nhưng trái tim chúng ta thấy có sự rung động thì chúng ta cứ bấm. Đó mới là cái sống thật đó quý vị. Chị cũng mong muốn rằng hai bạn cho một cái cơ hội nào đó, biết đâu ta làm bạn đi. Rồi chúng ta cũng sẽ đến một lúc có một cái sự cảm thông nào đó. Rồi xin mời hai em. Xin lỗi. Em cảm ơn. Không sao. Cái chuyện tình yêu thì không có gì là xin lỗi hết á. Đó là mình tôn trọng bản thân mình. Nếu em không thích mà em bấm thì như vậy là không đúng với lòng của mình rồi. Ngày hôm nay em đi với ai? Em đi với hai bạn thân. Hai bạn của em hả? Hai em ngồi thứ thêm bên đây không bấm có buồn không? Buồn. Hỏi bạn dữ lắm chị. Hai bạn em có bạn trai chưa? Lấy gia đình, có gia đình chưa? Một bạn có gia đình, một bạn thì có bồ rồi vậy. Nói chứ là từ hy vọng rằng là tất cả khán giả đang theo dõi chương trình, biết đâu sẽ có những ai đó cảm thấy rất là phù hợp với hai bạn và sẽ liên hệ với chương trình để tìm gặp hai bạn ha. Dạ, chúc mình sẽ sớm tìm được một nửa hạnh phúc của mình, một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn hai bạn. Em cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị nhiều. Bây giờ thì mặc dù hơi buồn một chút xíu nhưng không sao ạ, phải tôn trọng ý kiến của những người tham gia chương trình. Đó là tiêu chí của Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Bây giờ thì Tường xin nói lời chào tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ sáng thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên FPT Play. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên FPT truyền hình IPTV quý vị nhé. Và xin gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên MyTV. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Em còn mát tay hơn chị nữa. Không mấy em đổi chỗ đi. Ngoài huấn luyện viên võ thuật thì em còn làm những cái công việc tay chân để kiếm thêm thu nhập và để trang trải đam mê. Ví dụ tay như chân. Bóc phát, dọn nhà, shipper hoặc là mấy tất cả các công việc mà mình kiếm ra được tiền là em đều làm được hết. Wow, yeah. Giỏi quá vậy. Em chỉ cần một bạn nam kiên trì một xíu. Kiên trì. Tại vì có những lúc nhắn tin em hay quên trả lời em. Trời ơi. Đó em chưa rất em kinh nghiệm. Em cho người ta leo cây. Dạ. Wow. Đó. Con gái là phải kiểu mạnh mẽ, kiểu cường nữ giống như Ngô Thanh Vân á. Có cái chuẩn vậy đó phải không? Vậy. Rồi. Mối tình thứ hai thì khoảng 1.5 năm thì bạn đó ra nước ngoài, xa mặt cách lòng. Vậy chỉ có như đó thôi. Vậy chỉ có như đó thôi.
Sao nó nhạt quá vậy? Sao nó nhạt quá vậy? Thì bởi vậy thiệt luôn á. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hôm qua chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai nhân vật nam của chương trình. Wow, chào hai em. Rồi, về vị trí của mình nha. Mời xuất hiện của hai bạn nữ. Và bây giờ thì chúng ta đã thấy trên sân khấu đã có hai bạn trai và hai bạn gái. Hello em trai, ở ghế màu đỏ. Em chào chị Cát Tường ạ. Rồi. Em tên là Nguyễn Đại Thành, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là một huấn luyện viên Taekwondo. Wow, huấn luyện viên Taekwondo. Chị lộn xộn quật một cái là nằm luôn nha quý vị. Lộn xộn quật một cái là nằm luôn nha quý vị. Ngoài cái việc huấn luyện viên đó thì em còn làm thêm gì nữa không? Ngoài huấn luyện viên võ thuật thì em còn làm những cái công việc tay chân để kiếm thêm thu nhập và để trang trải đam mê. Ví dụ tay như chân. Bóc phát, dọn nhà, shipper hoặc là mấy tất cả các công việc mà mình kiếm ra được tiền là em đều làm được hết. Wow, giỏi quá vậy. Công việc mà em làm huấn luyện viên là vào cái giờ nào? Thường là buổi tối, các ngày trong tuần, còn buổi sáng thì em đi làm lặt vặt thôi. Là mình dạy hay là sao? Dạ em dạy. Đối tượng học sinh là đối tượng là những cái em nhỏ cấp 2 hoặc là tiểu học. Một huấn luyện viên Taekwondo ha, 26 tuổi, tên Thành. Bạn nữ ngồi ghế màu đỏ nè, giới thiệu về mình đi nè. Dạ, xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường cùng tất cả các bạn trong trường quay cùng quý vị khán giả. Em tên là Lan Anh, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em 23 tuổi, hiện đang làm công việc là kinh doanh online và thiết kế thời trang ạ. Lan Anh ơi, bán hàng online rồi mình có thiếu shipper không? Bên đây có anh Thành làm shipper nha. Dạ. Có thể móc nối liên hệ cho người ta tạo thêm thu nhập cho bạn trai luôn nè. Rồi hai bạn cùng phát triển công việc kinh doanh. Dạ đúng rồi. Nghe ổn ha, người bán người ship luôn, hốt trọn tiền luôn. Hello em trai ở ghế màu xanh, em tên gì? Em tên là Bùi Hữu Minh Trí. Bùi Hữu Minh Trí, vâng. Trí là sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 93. Em đang làm công việc gì Trí? Dạ em đang làm công việc phần mềm điện thoại và dịch vụ Facebook ạ. Dịch vụ Facebook? Vâng. À là tăng mắc like mắc đỏ hả? Vâng, mới làm phần mềm điện thoại. Phần mềm. Vâng. Wow. Rồi là hiện tại mình đang sống với ai? Dạ em đang sống một mình thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Vậy là quê mình ở Đắk Lắk. Vâng. Hồi hộp lắm hay sao mà đó, cười lên đẹp trai vậy không? Cười lên cho tôi nha. Run á hả? À, trước khi làm cái nghề điện thoại á, mà làm Facebook á, thì trước đó em làm gì? Em mới học xong là em đi học điện thoại luôn rồi mở luôn đó. À mở luôn. Vâng. Nghĩa là giờ mình sửa điện thoại là mình chủ tiệm. Vâng. Đợt em có tiệm ở Buôn Ma Thuột á, nhưng mà bây giờ chuyển vào đây làm chung với anh họ. À. Vâng. Anh chàng bên đó có vẻ rụt rè quá ha, run rẩy quá ha gì tờ. À. Nè bây giờ tới mình nè, bạn nữ ngồi ghế màu xanh tự tin lên nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Joy 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Nay đã có nước giặt xả Joy 2 trong 1 mới. Giới thiệu về bản thân mình đi nè. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Linh, năm nay em 28 tuổi. Và hiện tại em là giáo viên tiếng Anh tại trường cấp 2 ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu mình sao? Dạ, điểm mạnh của em là ham học hỏi, hiếu thảo. Trong nghề nghiệp thì em yêu nghề, yêu trẻ. Còn điểm yếu của em là em hơi ít nói với rụt rè. Giáo viên dạy tiếng Anh mà lại ít nói và rụt rè. Dạ, tại vì môi trường của em chỉ có ở trường rồi ở nhà. Em rất là ít đi ra ngoài nói chuyện với giao tiếp với mọi người. Lúc đứng trên lớp thì em khác. À. Dạ, nhưng mà đối với người khác á, ví dụ như bây giờ mình mới biết nhau nên là em rụt rè ít nói hơn. Ừ. Bình thường trong lớp có ai nào mà mình giúp vui cho các bé rồi mình hát, cô giáo rồi dạy hát cho các con không? Bây giờ mình hát thử một bài hát cho thay đổi không khí đi nè. Em hát tiếng Việt được không? Được. Dạ. Được không? Tạm biệt anh đã lâu, sắp về đến nhà, mà trong em còn nguyên bao sâu lắng. Nhà anh không thật xa,
mới đây mà em đã thấy trong vắng tương tư. Bởi vì anh là thiên thần may mắn, anh là sao trời rọi sáng. Có anh em nào đâu dám mà rung. Em hơi bị rung. Rung quá hả? Dạ. Vậy chứ bên đây có người nghe còn rung hơn là cái người hát luôn á. Cười lên coi cưng, bẻ tay hoài một hồi thiệt cho nó gãy khớp tay luôn. Rồi hát một câu cuối này để vỗ tay cho lấy nhịp, vỗ tay nè. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lên lần ngàn ngày, tình yêu như muôn ngàn hương hoa đã lan tỏa trong tim em, tim em, tim em. Yeah. Đó là bạn nữ cái màu xanh phải không? Màu xanh. Rồi, ưu tiên cho bạn xanh luôn đó. Bạn xanh hát đi. Em hơi run. Run mới hàng mới hát chứ cho đỡ run. Người ta vẫn còn hát được nè. Em xin hát một đoạn của bài Cầu Vồng Khuyết. Rồi, mời em. Ai đã yêu một lần được hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã yêu một lần được trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa, như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ôi trời ơi, trời đang hay là làm bất thân quá à. Sẵn thì mình giới thiệu luôn, điểm yếu điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu của em là hơi rụt rè, ít nói. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn. Những việc gì mà bạn gái làm được em làm được hết. Ví dụ những việc gì bạn gái làm được mình làm được. Rửa chén, giặt đồ. À, sau này cũng có thể hỗ trợ vợ làm việc trong nhà lặt vặt được hết đúng không? Vâng. À, em thì sao? Thầy giáo thầy kinh đô của tôi phải không? Điểm mạnh điểm yếu của em. Ghế đỏ đúng không vậy? À, ghế đỏ. Quay lại chàng trai ghế đỏ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn và có thể làm được tất cả mọi việc trong gia đình. Có một cái là khá là lì lợm, tức là mình không có sợ bất kỳ cái gì hết, không có sợ quá nhiều. Ai mà có yêu cầu gì em đều có thể làm được hết. Ừ. Những cái việc nào mà em đã từng làm qua rồi em kể cho Tường nghe chứ cơ. Dạ, em từng làm về sinh chắc vân tay, tư vấn và làm về marketing, viết bài để cho quảng cáo. À. Dạ, và vẽ để bán những cái tranh hoạt hình đó. Ủa em biết vẽ luôn hả? Dạ, em biết vẽ, em biết hát. Ồ. Nhiều nghề quá vậy. Dạ. Vẽ tranh hoạt hình để bán luôn. Cái mà em cảm thấy là nó trội nhất trong những cái năng khiếu của em. Những cái kỹ năng của em là cái gì? Em nghĩ là hát. 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 Vậy tại sao không vỗ tay nghe bạn ấy hát? Dạ. Love in your eyes, sitting silent by my side, oh linh hồn, only then walking through the night. Hold me yet, hold me tight, let me yet to touch the sky, teaching me to love with heart. Helping me open my mind, I can fly, I love that I can fly. To give the best of mine till the end of the time. Believe me, I can fly. I'm loud as I can fly. To give the best of mine, the heaven in the sky. Rung quá trời, rung luôn giọng hay mà rung dữ vậy. Cái gì sinh chất vân tay là sao? Dạ, em có từng làm qua sinh chất vân tay, tức là mình nhìn vào cái tinh vân tay của đối phương và mình có thể đoán biết được cái tính cách, tiềm năng của đối phương và những cái điểm mạnh, điểm yếu. Ra đây, tôi cho chắc cái vân tay cái coi nè, đi ra đây. Được tay hả? Coi tay của cô. Muốn nhau ghế đỏ hay đỏ, là ghế đỏ, xanh? Đỏ. À. Đó. Gơi thì. Thước nè. Núi. Ok. Ok. Rồi tay, rồi, tay kia. Ở hai ngón cái của bạn á, nó là chuẩn vân tay hình nước. Cái tính cách của bạn là thường có xu hướng là sẽ xuôi dòng, kiểu như mình rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó thì mình sẽ dễ thích nghi, hòa đồng, dễ thích nghi và dễ học hỏi nữa. Cả hai ngón trỏ của bạn đều là chủng núi. Nãy mới trũng nước lên tới trũng núi rồi hả? Ở cái ngón trỏ tay phải thì nó là ngón logic. Còn ngón tay trái thì nó biểu hiện cho cái sự tưởng tượng. Chủng núi thì nó sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình tư duy cũng như là tưởng tượng ra những cái hình ảnh trong đầu. Thực tế chứ bạn không có tưởng tượng, không có suy nghĩ ra được. Không có sáng tạo. Dạ đúng rồi, khả năng sáng tạo hơi kém. Người ta đang làm nghề thiết kế đó nha. Trời ơi trời. Thiết kế thời trang đó. Trời ơi trời. Nãy ông phù thủy võ thuật ổng mới vừa xem sinh trắc dân trai em á, bây giờ có đúng hay không? Thế mạnh thế yếu mình đi. Dạ thì em thấy là bạn nam xem trai em là đúng khoảng 60-70%. Wow. Tính em là đúng là rất là hòa đồng và cũng như là dễ bị cảm xúc theo những người xung quanh. Tuy nhiên là về cái vấn đề sáng tạo thì em nghĩ là em không có gặp vấn đề khó khăn gì cả.
Bây giờ điểm yếu em là cái gì? Dạ, điểm yếu của em là hay quên. Mỗi lần mà hay mà em giận thì em hay im lặng. Nhưng mà ví dụ mà giận thì chỉ im lặng một khoảng thời gian ngắn thôi, chứ không có im lặng dài như một số giận. Người việc gì em hay giận? Ví dụ như là bạn bè em hay thất hẹn. Cho leo cây là giận. Nói chung là hay giận á, đừng cho người ta leo cây nhiều là giận. Bây giờ tình trường luôn đi. Em có hai mối tình. Hai anh thì đều lớn hơn em khoảng 8-9 tuổi. Và em không có quen ai được quá 6-7 tháng á. Ủa lý do sao vậy? Nói chung là em là một người quyết định khá là nhanh á. Khi mà tụi em có vấn đề gì em cảm thấy không thể giải quyết hay là em không thể dung hòa được thì em sẽ chấm dứt cái mối quan hệ đó để cả hai bên thoải mái. Hai mối tình đó, mối tình nào cũng vậy trơn hả? Anh thấy sao thì lý do hơi khác một xíu. À, lý do như thế nào khác? Là anh đó bận quá, không có gặp em thường xuyên. Đa số một lần, hai lần, ba lần, lần sau thôi khỏi gặp luôn. Dạ, ở Sài Gòn với nhau mà 2 tuần hơn, nhiều khi chưa gặp một lần nữa. Tụi em có nào thắc mắc không, hỏi ảnh là tại sao anh không dành thời gian cho em không? Em có hỏi thì anh đó kêu là em phải hiện ảnh. Em phải hiện ảnh hả? Ờ, kỳ vậy. Tại vì có lâu lâu có vài lần thời gian đầu anh đó hiện em, sau em bận thì lúc đó em bận học thiệt. À, chắc anh giận ngược lại phải không? Dạ đúng rồi. Thế bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em chỉ cần một bạn nam kiên trì một xíu. Kiên trì. Tại vì có những lúc nhắn tin em hay quên trả lời em. Trời ơi. Đó em chưa rất em kinh nghiệm. Em cho người ta leo cây. Dạ. Đó. Tại sao mà cái người bạn trai kia mà muốn em đi thì em phải hẹn người ta cũng quế em nhiều lần rồi. Dạ không, bạn đó có 1-2 lần à chị. À. Dạ. Bây giờ người ta tại sao mà mắc gì coi tin mà không trả lời? Em kinh doanh online á cho nên là em có 2 cái điện thoại. À. Một cái là cho công việc thì em sẽ kè kè nó bên người, còn một cái mà để liên lạc với người thân gia đình thì hình như tới tối em mới xem. Đó, bởi vậy nhiều khi cái người thân mới quan trọng, vậy là em đang cũng chú trọng cái công sự nghiệp hơn là người yêu với cái gia đình. Cũng giống như em á, em cho người ta 1 lần, 2 lần, 3 lần em cũng cho người ta lên đường. Thì thanh niên bây giờ cũng vậy, không có ai chịu khó nhiều lần đâu em ơi. Dạ. Ví dụ như là 1 lần, 2 lần, 3 lần người ta nhắn hoài em không trả lời thì người ta thôi, ta cũng ngại, ta đâu có nhắn nữa. Nhiều khi ta nói ủa chắc không thích mình nữa rồi. Em nghe tiêu chuẩn của cổ em thấy sao? Em nhắm em thấy ổn không? Em thấy căng chị ơi. Căng vụ nào? Căng vụ gì vậy? Cái việc mà mình kiểu như khi mà nhắn tin với bạn á thì bạn sẽ kiểu im lặng quá lâu và nếu mà mình cứ nhắn liên tục thì nó hơi kỳ. Kiên nhẫn người ta thử chút xíu rồi đó, bớt kiên nhẫn rồi với bộ nói vậy thôi. Bạn ơi, bạn có cảm thấy phiền quá đó nhưng mà mình nhắn một lúc chàng 10 tin không? 10 tin mà nó không cầm điện thoại thì bạn cũng đâu có đọc đâu. Quan trọng không phải là người ta không trả lời mà tại vì người ta không có cầm điện thoại. Kiểu như một khoảng thời gian đó mình nhắn một tin thôi mà đúng rồi, qua một thời gian khác mình lại nhắn. Kiểu như mình không thấy trả lời lâu quá mình sẽ lại hỏi, kiểu như tới tối bạn cầm điện thoại lên thì bạn thấy 1 giờ 1 tin nhắn, 2 giờ 2-3 tin nhắn vậy, cái 4 giờ 3-4 tin nhắn nữa thì nó có hơi rất là kỳ luôn á. Thì hỏi cổ coi thấy kỳ không em? Dạ không à. Dạ không à. Bạn thích được quan tâm đúng không? Dạ quan tâm đúng chuyện thôi. Thế còn tình trường của em thì sao? Cái mối tình sâu đậm nhất của em là hồi cấp 3. Em có quen một bạn và mình cảm thấy như cái mối tình của mình làm ảnh hưởng tới học tập quá, cái tự nhiên mình áp lực, bạn cũng cảm thấy bạn bị lây cái áp lực đó luôn và cũng không được đi được tới đâu. Em chọn cái mẫu người như thế nào? Cái mẫu người mà em thích thì con gái mà kiểu không có phải là ngại quá nhiều thứ. Con gái là phải kiểu mạnh mẽ, kiểu cường nữ giống như Ngô Thanh Vân á. Có cái chuẩn vậy đó phải không? Rồi. Biết chơi thể thao, thích vận động thường xuyên chứ không có kiểu là cứ nằm liệm nằm chỗ. Rồi, bây giờ qua tới cặp xanh nha. Em sao? Tình trường như thế nào? Quen nhiều nhưng mà chưa yêu được ai. Quen nhiều mà chưa yêu được ai là sao? Nhiều là nhiều bao nhiêu? Quen biết nhắn tin rồi đi cà phê gì đó nhưng mà cứ quen một thời gian là người ta đi lấy chồng hết à? Trời ơi em mát tay quá vậy, không quen ai người ta đi lấy chồng hết. Gọi là một cái mối tình chính thức là có chưa? Chưa có chính thức gì. Chỉ cà phê đồ này kia vậy thôi hả? Thì quen thì nhắn tin, nói chung quan tâm thì thôi nhưng mà. Được cà phê cà pháo nắm tay gì chưa? Có nắm tay chứ. Có nắm tay, có hôn chưa? Chưa chứ. Trời đất ơi, rồi chưa có mối tình nào chính thức luôn. Là coi như chưa hôn bạn gái nào hết. Hôn thì chắc chắn là có rồi. À, tưởng đâu nói hông luôn chứ. Chớp nhoáng là mấy tháng hay là có? Dài lắm, được 1.5 tháng gì đó. 1.5 tháng thôi. Rồi em đã tiễn em đi lấy chồng được mấy người rồi? Chắc cũng gần chục người. Cái gì?
Một chục người em quen đều lên xe bông hết. Wow. Trời ơi, em còn mát tay hơn chị nữa. Không ấy em đổi chỗ đi. Chứ là em chọn những người phụ nữ sắp lấy chồng hay là sao? Không, kể cả những người bạn gái lúc đầu chưa có người yêu. Thế là em quen sau này một thời gian thì người ta là đi yêu người khác luôn. Yêu người khác là người ta lấy luôn. Vâng. Vậy mình có coi là mình chưa? Vấn đề là mình có vấn đề bị gì không? Do em hơi nhát với là nói chuyện không được hay lắm. Đó, phải tự tin lên. Chứ bây giờ mình vô mình khai mào, mình gõ cửa xong mình không tiến vô, cái anh khác anh tiến vô trước mình là mình thua rồi. Cái mẫu hình tượng, cái mẫu hình dáng của người phụ nữ tiêu chuẩn của em là gì? Người phụ nữ biết nấu ăn, cũng hoạt động thể thao, biết quan tâm. Nhắn tin thì phải trả lời chứ đừng có im mà được. Em chỉ cần một bạn nam kiên trì một xíu. Kiên trì. Tại vì có những lúc nhắn tin em hay quên trả lời anh. Trời ơi. À, nhắn tin là trả lời liền là được đúng không? Dạ không cần trả lời liền, nhưng mà ý là nhắn tin nhưng vẫn phải trả lời là được. Nói chung là phải có hồi đáp, có thể chậm nhưng mà cũng phải có hồi đáp để người ta biết là người ta cũng muốn tương tác với mình đúng không? Không, thật sự điều đó đúng. Bên kia làm sao? Ta kể là mát tai lắm. Những mối tình của em như thế nào? Dạ em có chính thức 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì lúc đó là sinh viên khoảng 2-3 năm. Bởi vì khi ra trường á, suy nghĩ nó khác nhau, dẫn đến cãi vã là suy nghĩ chưa chín chắn rồi tan. Còn mối tình thứ hai thì khoảng 1 năm rưỡi thì bạn đó ra nước ngoài, xa mặt cách lòng. Vậy chỉ có gì đó thôi. Vậy chỉ có gì đó thôi. Sao nó nhạt quá vậy? Thì bởi vậy thiệt luôn á. Vô nguyên văn nè, thí dụ giờ cái mối tình thứ hai đi. Bạn đó ra nước ngoài. Thì ra nước ngoài vẫn quen được mà, vẫn hẹn hò với nhau được chứ bộ, cưới nhau được mà. Bạn đó không hẹn cưới em mà bạn đó lại bảo là bạn đó muốn có quốc tịch nước đó. Bạn đó muốn kết hôn. Rồi sau 3 năm bạn đó sẽ ly dị vợ bạn đó rồi bạn đó cưới em. Dạ nên là em không đồng ý với cái suy nghĩ đó. Tại sao em không đồng ý? Tại vì mình cũng là cô giáo. Đó dạ, nó có cái lý do kể ra vậy chứ. Dạ. Rồi sau đó cắt luôn. Dạ cũng nói chuyện qua lại rồi, hình như là chắc bạn đó đã có vợ thiệt rồi nên là không nói chuyện nữa. Thế bây giờ muốn tìm một người chồng như thế nào? Đối với em thì bạn nam phải có nghề nghiệp ổn định, biết yêu thương vợ con, không gia trưởng, vui vẻ một xíu. Tại vì em cũng hơi trầm tính á. Nếu như mà hai người trầm trầm với nhau thì chắc ngồi nhìn nhau cười. Thì tôi thấy bên đây hai chàng trai bên này cũng trầm không à. Rồi ai cũng rụt rè hết trơn. Mình thấy phía dưới là có hai cô chú, cho Tường xin giao lưu với cô chú ạ. Chào cô Cát Tường xinh đẹp. Dạ cảm ơn cô. Đẹp cô, chào cậu Minh Đạt. Dạ chào cô. Tôi là cô ruột của Phương Linh. Dạ. Chú là chồng của cô. Dạ cô ruột của Linh. Hai cô chú ngồi ở dưới thì cũng lắng nghe các em ở trên này chia sẻ, thì không biết là hiện tại là cô chú có suy nghĩ như thế nào ạ? Bé Phương Linh á hiền lắm, chỉ được cái là học giỏi, chăm chỉ. Bố cháu bảo là cũng đốc cháu tham gia cái chương trình này. Nhưng mà hôm nay là bố không có thời gian để đến, mẹ không có thời gian để đến. Cô rất là thương nên cô bỏ công việc mà đến ủng hộ. Ở bên đây hai chàng trai bên đây thì cô thấy là ai cũng đẹp trai hết và ai cũng có nghề nghiệp ổn định như ý của con. Nhưng mà theo như cô chú nãy giờ mình ngồi ở dưới mình lắng nghe hai chàng trai trên này chia sẻ, thì con cháu trong nhà mình là mình biết ý, biết tánh, biết nết. Thì cô chú nghĩ là bạn nào sẽ có thể là phù hợp với bé Linh hơn? Ở nhà thì hai cô cháu cũng có thống nhất rồi đó. Cô Năm ở dưới này, cô Năm chỉ quan sát thôi. Còn cái cảm nhận của con hồi nãy giờ lắng nghe người ta chia sẻ thì con chọn anh xanh hay anh đỏ là hợp hơn theo như ý cô? Theo cô á, cô quan điểm á, đàn ông á người ta thích chọn cái người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình. Thì cái cậu ghế đỏ thì cậu trẻ hơn, nhỏ hơn cháu của cô 2 tuổi. Cô chỉ nói như vậy thôi. Rồi thế thì bây giờ còn chờ đợi gì nữa hả chị? Chờ gì nữa, chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Rồi nhìn nhau nè các bạn ơi. Chúng ta được gặp mặt nhau. Bạn gái trước đi. Cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Em gái ghế đỏ. Dạ em cảm thấy là hai anh có ngoại hình sáng và ăn mặc là đẹp. Trong lòng mình có xao xuyến chút nào chưa? Hồi hộp gì chưa? Dạ có một chút. Có một chút hả? Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Rồi vậy bé Linh thì sao? Dạ hai bạn dễ thương. Dễ thương. Dạ.
ăn mặc lịch sự, đàng hoàng, nhìn vô là biết người đàng hoàng. Hay còn em, cảm xúc của mình đầu tiên như thế nào? Em thấy hai bạn quá đẹp. Quá đẹp hả? Trời, khá là xao xuyến. Mình muốn tặng quà chưa? Em muốn tặng quà liền luôn. Muốn hả? Muốn tặng liền. Chị tưởng đó em còn chờ đợi tìm hiểu thêm. Mình tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Ok, bạn có thể đọc mảnh giấy bên trong. Dạ. Mở ra đi coi cái gì nè. Wow, một chiếc đồng hồ. Thời gian tạo ra tất cả, cũng thay đổi tất cả. Thì bạn có hiểu ý nghĩa của cái câu nói đó không? Theo em thì thời gian thì có thể giúp mọi người xây dựng những thứ mà mọi người muốn, cũng như là bỏ đi những cái mà mọi người nên bỏ để phù hợp với cuộc sống nên tốt đẹp hơn. Hỏi ảnh coi phải không? Sao em dám nhìn mặt ảnh vậy? Anh thấy sao ạ? Anh thấy thì cũng đúng, nhưng mà anh còn nhiều ý hơn. Không, ý của em là sao? Sao bây giờ em đeo cái đồng hồ vô tay bạn gái rồi, rồi em nói cái ý của em luôn. Mình xin phép. Cái ý nghĩa mà cái câu nói của mình, của anh á, thì muốn cho em biết là hy vọng là sau cái chương trình này, nếu mà em chọn anh thì mình sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu, có nhiều thời gian để chia sẻ cũng như là đồng hành cùng nhau. Thì anh chỉ muốn là anh là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của em. Hồi nãy em có nghe nói là anh biết vẽ á, thì em có một cái sở thích nhỏ là hay vẽ lúc rảnh rỗi hay là stress. Cho nên là hôm nay em có mang đến đây tặng anh một bức tranh. Rồi hai bạn này hợp nhau ghê ta. Giống như là cái này là em vẽ hay là... Dạ, cái này là em vẽ bằng màu acrylic. Wow, giỏi. Dạ em. Ok, cảm ơn em ha. Đẹp không cưng? Đẹp. Bức tranh nó ý nghĩa gì? Cho anh nói. Wow. em có thích đi phượt không? Dạ không, dạ không. Cái này vậy là hiểu sai rồi. Em cầm cho, rồi em giải thích đi. Kiểu như dù có mọi chuyện có như thế nào thì chỉ cần cả hai cùng nhau là có thể vượt qua được. Không biết là có đúng ý của em hay không? À, dạ cũng đúng một phần. Em chỉ muốn có một chuyện tình bình yên giống như bức tranh này thôi ạ. Wow, okay. Con cặp xanh này như thế nào? Em tặng quà được chưa chị? Được rồi, tới phiên em rồi đó. Dễ thương quá. Mình có món quà muốn tặng bạn. Đây là 4 thỏi son, 10 thỏi một màu ấy. Khi nào bạn son lên môi thì hãy nhớ đến mình. Hai người nói lớn lên cho người ta nghe chung ví. Đây là son đúng không? Hồi nãy nghe nói có son. Khi nào môi khô thì tha môi son vô. Em tặng anh cái cà vạt này. Em không biết thắt cà vạt, nhưng mà em sẽ học. Em chỉ cần có lý do để thắt cà vạt cho anh thôi. Bây giờ em chưa biết thắt phải không? Dạ chưa. Bây giờ em cứ trồng vô cổ anh trước đi, còn từ từ tập thắt sau. Em biết thắt không? Em không biết thắt luôn. Không biết thắt luôn hả? Trời ơi. Mai mốt từ từ hai người tự học thắt để với cho nhau. Người ta treo vô. Cái dòng mày. Thắt giống như thắt khăn hoàng vậy đó. Em cứ thắt lại đi. Xưa đi học mình thắt khăn hoàng, sao mình thắt vậy? Đó, theo cái suy nghĩ bây giờ em thắt sao thắt vậy? Em thắt sao mà em cột được ảnh em kéo đi là được rồi. Trời ơi, trời. Đó. Đó, cũng chuẩn lắm chứ bộ. Vậy mà la không biết thắt. Quà cũng vô, những cái form rồi cũng có ra con phun mà. Rồi, bẻ cô áo xuống. Được chưa? Bẻ cô áo xuống. Đẹp trai chưa? Wow. Được rồi ha. Ngon lành, ngon lành. Trời ơi, bà tắt mà. Thôi kệ. Không kệ đi em, tấm lòng. Em hãy cảm nhận khi mà bạn đã khắc khăn hoàng cho em. Khăn hoàng? Khắc cà vạt. Kiểu này sáng tạo quá nhỉ. Sáng tạo quá nhỉ. Sáng tạo. Gài nút cho luôn kìa. Gài nút để che cái tông. Tập gài đi rồi mai mốt tập tháo sao. Cảm ơn em. Cà vạt. Sao bạn gì nữa? Cảm ơn anh, bốn cây sau của anh. Ủa nay 7 hay 4? Dạ 4 cây à. Hồi nãy em nói 7. Em giỡn. Chưa kịp nhìn. Hai đứa về chỗ đi. Em có được thợ hỏi bạn gái thêm không ạ? Được chứ Cưng. Em muốn hỏi gì hỏi đi Cưng. Em có thích những cái trò chơi mạo hiểm kiểu như leo núi hoặc là chạy bộ hoặc là kiểu ngồi phía sau xe và kiểu đi vòng vòng thành phố không? Nếu mà đi vòng vòng thì em đi được chứ. Đi tỉnh thì không được đúng không? Dạ, ngoài ra thì nếu mà leo núi thì em vẫn có thể leo. Nhưng mà mấy cái trò cảm giác mạnh thì em bị sợ độ cao. Sợ độ cao, anh cũng sợ độ cao.
Dạ. Thể lực em có tốt hay không? Không đó. Dạ không, em ở mức bình thường thôi anh. Bình thường có hay bơi lội hay là chơi một môn thể thao nào đó dạ không? Dạ không, em thường đi tập gym với tập yoga thôi ạ. Tập gym yoga là khỏe chứ là thể lực có chứ sao mà nói. Dạ không? Nhưng mà em bị giáo viên nhận xét là vẫn yếu. Yếu anh không? Anh dạ. Cũng tập yoga và tập gym, nếu được thì mình có thể đi chung với nhau. Dạ. Đi chung với nhau rồi là ai trả tiền? Thì đương nhiên là em trả thôi. Phải không? Dạ. Rồi đi học yoga chung là em đóng tiền luôn hả? Dạ, em sẽ kiểu em bao bọc bạn gái. Bao bọc bạn dạ. gái hả? Đó, tôi muốn nghe cái chỗ đó đó. Nó ghê ha. Còn em thì em nghĩ sao? Ví dụ như giờ hai đứa yêu nhau, đi chơi rồi này kia, mua đã sinh hoạt thì ai trả tiền? Nếu mà đi chơi sinh hoạt thì em trả tiền được. Tại vì em có sở thích là thích trả tiền cho bạn gái. Có sở thích thích trả tiền cho bạn gái? Vâng. Hay vậy? Đó giờ đâu có bạn gái đâu. Vâng. Đã từng cũng có cà phê, cà pháo rồi phải không? Vâng. Là toàn trả tiền hết á phải không? Dạ vâng. Mà chia tay trơn, trời tốn quá trời tiền luôn mà chưa được cô nào. Vâng. Không có gì mình rút kinh nghiệm đi, lần này mình đừng trả nữa. Mình trả nhưng mà trả ít hơn thì... Trả ít hơn là sao? Có nghĩa là mình chi tiêu ít hơn. À là mình đâu có kinh nghiệm à. Dạ. Tại vì anh đó sợ em đi lấy chồng nữa nên chi ít hơn. Tại vì anh đó sợ em đi lấy chồng nữa nên chi ít hơn. À, chứ chi nhiều quá em có vốn em đi nữa phải không? Tìm được người tâm đầu ý hợp thì khoảng bao lâu thì kết hôn được? Hợp thì tầm cỡ 6 tháng hoặc 1 năm gì đó tìm hiểu được. Rồi lấy nhau về thì ở đâu? Sài Gòn này chị. Sài Gòn là đang ở đâu? Đang ở Bình Thạnh. Là nhà đó của ai? Em đang thuê cái mặt bằng đó làm trong ở trong đó luôn. Tương lai nếu mà hai vợ chồng ấy thì góp tiền rồi mua nhà luôn. Đúng rồi, cái giờ trước mắt là như vậy, còn được thì từ từ có kế hoạch. Ổn, còn anh bên đây. Em có ý định kết hôn sớm không hay là mình? Dạ. Em thì chơi. Cũng chưa, nhưng mà ba em cũng hối rồi anh. Wow, dạ. Ba hối rồi hả? Hiện tại thì em kiểu cũng muốn quen một thời gian, kiểu 1-2 năm rồi mình mới tính tới cái chuyện xa hơn. Em có thấy như vậy ổn không? Tại vì anh hiện tại anh cũng chưa có cái gì gọi là chắc chắn về tài chính hoặc là gia đình, chuyện gia đình. Dạ, nếu mà 1-2 năm thì ổn. Cũng phù hợp cho đôi bên không, ha. Được mà. Rồi, thôi bây giờ cho nó thay đổi không khí chút nè. Bây giờ tôi chưa biết các bạn khác là có tài năng gì, mà tôi biết trước tiên Thành là coi như là võ thuật. Là võ thuật. Bây giờ biểu diễn dài đường cho mọi người xem với. Ê, anh Đạt, anh có mua bảo hiểm chưa? Sao anh hỏi vấn đề đó vậy? Dạ, sao em muốn Thành? Mời anh uống cà phê. Phụ diễn với em không? Phụ diễn? em bảo đảm là anh không có để xuống đất đâu. anh có sẵn sàng, có tự tin không? Thấy cái mặt nó là để... không có sẵn sàng. Tái rồi đó. Dạ. Chị nói thiệt cái Thành, tại chị mang vài cao gót mà áo đầm chứ không á. Chị là em biết mẫu người, chị là cái mẫu người coi như là rất mạnh mẽ, phóng khoáng, thoải mái. Nhưng mà bây giờ đành phải nhường cho Đạt thôi. Vỗ tay cho anh Đạt đi, quý khách ơi, quý khán giả ơi. Rồi, ta là một người xấu. Vô, anh vô. Ta là con sói đây. Anh có nhảy vô và anh cho em một cái tán vô mặt em nè. Dạ. Và em sẽ đỡ. Vô cào cấu đi. Con thỏ ơi. Ơi. Cái gì? Phải. Trước khi bay tới là mình thủ lại. Chết cưng rồi. Má ơi, anh tôi vừa tôi đang ở đâu vậy nè? Anh có ổn không anh? Anh thấy anh quay một cái chiu. Không sao đâu, đó. Cái bài này em luyện với các bé cấp 1, cấp 2 rất là nhiều rồi, em có đảm bảo cho anh là anh sẽ không sao đâu. Cảm ơn em xin kết thúc màn biểu diễn của em. Không, như là bạn rất là nhanh, một cái đòn thật sự là chị chưa kịp coi luôn á Đạt. Nó nhanh thiệt. Làm lại đi, chị chưa kịp coi luôn. Chị về chị mở lại chương trình Ghép Đôi Thần Tốc 22:30. Hồi nãy đàn trai người ta đã múa giỏ rồi. Thì giờ mình có múa mai quay cuồng hay mình hát hò vậy cho nó vui vẻ đi nè. Vậy tới em. Dạ em xin lỗi mọi người, tại em đang niềng răng á, cho nên em hát nó sẽ bị liếm lưỡi. À, nhiều khi là những cái bài hát nó sẽ đi vào lòng người, những khúc liếu lưỡi á. Em thử hát đi, một câu luôn cũng được. Mai mốt mình muốn liếu lưỡi lại đâu được đâu, mình tháo niềng rồi. Bài gì em hay hát phu vơ cũng được. Hạt giấy á chị. Rồi, hạt giấy rồi, hay quá đi. Gặp 1000 hạt giấy để đem tình yêu đông đầy. Nếu anh không...
Chết em quên lời. Đợi em đổi bài. Điệp khúc luôn đi. Đổi bài, đổi bài. Điệp khúc sao? Kìa điệp khúc kìa, phụ nhắc, đi. Nhắc. Dấu ước mơ chỉ là một mơ ước dạ thôi. Dạ em cảm ơn. Dấu ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhoi, rằng anh sẽ đến môi sớm mai bình yên. Ngày mai nếu lúc thức dậy và trông thấy anh mỉm cười thì em sẽ chẳng dám ước mơ gì hơn nữa. Anh sẽ vòng bờ vai. Hát chung đi. Anh sẽ cầm đôi tay và ôm lấy em dịu dàng, để từ đây không cho em ngày nào xa anh. Ngày mai nếu lúc thức dậy và anh thấy em mỉm cười thì anh sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa. Thời gian chúng tôi đã hết rồi. Nãy đã dành quá nhiều thời gian cho các bạn trò chuyện nè, va chạm nè, tiếp xúc nè, tỏ tình nè, ha không? Và bây giờ đến lúc chúng ta phải đưa ra cái quyết định của mình. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút bấm, màu đỏ và màu xanh. Đặt tay vào nút bấm của mình đi. Mỗi người đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đều có hai cơ hội. Mình chọn người nào thì mình bấm vào cái nút màu đó. Nhớ nhìn cho kỹ, đừng bấm lộn nút. Và nếu như cả hai cùng chọn nhau thì mới thành một cặp đôi. Lắng động lại, hồi tưởng lại, nhắm mắt lại để lắng động lại, để nhớ từ nãy giờ những gì đã diễn ra trên cái sân khấu này và đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất. Rồi, mời anh Đạt. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5. Hy vọng là sau cái chương trình này, nếu mà em chọn anh thì mình sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu, có nhiều thời gian để chia sẻ cũng như là đồng hành cùng nhau. Thì anh chỉ muốn là anh là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của em. 4. Em không có quen ai được quá 6-7 tháng hết. Ủa lý do sao vậy? Khi mà tụi em có vấn đề gì em cảm thấy không thể giải quyết hay là em không thể dung hòa được thì em sẽ chấm dứt cái mối quan hệ đó. 3. Đối với em thì bạn nam không gia trưởng, vui vẻ một xíu. Tại vì em cũng hơi trầm tính á. Nếu như mà hai người trầm trầm với nhau thì chắc ngồi nhìn nhau cười. Nếu mà đi chơi sinh hoạt thì em trả tiền được. Tại vì em có sở thích là thích trả tiền giống như bạn gái. 2. Một. Bấm. Hết thời có gian. Có kết quả. Trước chúc tiên, mừng. Chúc mừng một cặp đôi ở màu ghế màu xanh. Yeah. Thành. Lý do sao hôm nay em không chọn ai cả? Tại vì em cảm thấy đối phương của em, hai bạn nữ. Em có thể nói thiệt không ạ? Thiệt chứ, ủa, nói thiệt mới là tôn trọng nhau. Tại vì em không có cảm nhận được cái sự mạnh mẽ hoặc là quyết đoán ở cả hai bạn, cho nên em xin phép không chọn cả hai. Nói chung là đây một cái tinh thần có vẻ hơi thượng võ, cái gì nó năng động. Hai cô gái của chúng ta hôm nay rất là yểu điệu. Thế còn em thì sao? Em có cảm xúc suy nghĩ như thế nào trong lúc này? Dạ em không có suy nghĩ gì hết trơn. Thì đó là quyết định của anh thì em tôn trọng quyết định. Nhưng bản thân mình em có thấy buồn không? Em có thấy là... Dạ không, tại vì em cảm thấy là nếu mà anh thích người mạnh mẽ thì mình nên lựa chọn người như vậy. Đúng ngay rồi. Từ đầu luôn. Cảm ơn em. Hy vọng rằng là hai bạn thì cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Khi chương trình này phát lên có thể là sẽ có nhiều cơ hội hơn dành cho các bạn. Dạ. Rồi xin mời tất cả các bạn chúng ta tiến lên phía trước. Xin mời cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay hãy nắm tay nhau. Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu. Là nghe em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Cảm nhận của em hiện tại như thế nào? Là cảm nhận là vui. Vui gì nữa? Nói nhiều lên một chút. Cảm nhận mạnh dạn lên, bây giờ đừng có rụt rè, nói gì huyên hợp cả hai người nói chặt của bạn gái. Rồi nói gì với bạn gái đi, khi bạn gái cũng đã đồng ý chọn mình. Hy vọng là thời gian tiếp theo là có thể tìm hiểu và đi sâu hơn. Dạ em cảm ơn chương trình và cảm ơn anh đã bấm nút cho em. Dạ em hy vọng lần này người em cưới là anh chứ không phải là người khác. Nhớ nha, lần
này là cố gắng nha. Lần này cổ lên xe bông mà chú rể phải là em nha. Được không? Cố gắng nha. Rồi. Chương trình xin tặng các bạn nước rửa chén Homemade cứng rắn với dầu mỡ mềm mại với da tay. Đây, đó, gửi tặng em nha. Rồi. À, chúng ta đã có một cặp đôi thành công thì chị Tường cũng xin chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về cùng một hướng cùng nhau. Đó chính là thông điệp mà Bột Giặt John muốn gửi gắm trong chương trình ngày hôm nay. Đây, xin gửi tặng cho các bạn, mỗi bạn là một năm sử dụng Bột Giặt John miễn phí nha. Đây, tặng cho em. Đặc biệt nha, nếu như mà hai bạn tiến đến hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho các bạn 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. À, cho nên lấy nhau trước tiên là không lo phần giặt đủ nha. Có 3 năm xài bột giặt thoải mái luôn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và quý vị khán giả thân mến ơi, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MTV Media. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Yeah.